ổn định đấy, anh thấy kỹ thuật được cũng hòm hòm rồi đấy. Hay là anh em mình đang chuyển dưới xuống được anh ơi. Ok, hôm nay chúng tôi sẽ chuyển qua một kỹ thuật hướng dẫn và sửa lỗi mới cho các bạn, đó chính là kỹ thuật giật phải xoay xuống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hướng dẫn viên của chúng ta, anh Tô Đức Hoàng. Chúng mình sẽ cùng quay trở lại cái series hướng dẫn và chỉnh sửa động tác để là chỉnh sửa cho Hiệp đẹp trai đây, kỹ thuật giật xoay xuống vào ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ quan sát cái động tác gốc của Hiệp để xem nó có sai gì không thì mình sẽ sửa cho Hiệp. Còn nếu như mà không sai thì các bạn thông cảm, mình cũng sẽ phải dừng clip lại vì đỡ phải sửa. Vâng. Lại bắt đầu. Giật mọi chiếc, giật quả giật số 2 chiếc, bắt đầu. Anh thấy là như này Hiệp, em đang bị giật moi mà ở dưới lên, mà em đang bị cao tay và xoay ngang về nhiều, đang bị cao vai và xoay ngang về nhiều. Thế thì bây giờ mình đầu tiên mình phải tập cái cách thả lỏng vai trước, nghiêng vai này, nghiêng vai vào thả lỏng này đấy, cảm giác người mình thẳng ra chứ không xoay về ngang nữa, mà người mình sẽ thẳng này, nghiêng hạ sâu xuống, trùng vào chân phải, trùng nữa xuống, nghiêng chứ không phải xoay. Nghiêng xuống cảm giác cái lườn mình nghiêng ngang. Nghiêng ngang. Đấy, sau đó giật dựng vòng. Giật dựng vòng. Chính xác, giật dựng vòng. Động tác đầu tiên mình sẽ giật dài ra trước. Và sau này mình sẽ cắt ngắn dần đi, không sao cả nhé. Và sử dụng cái lực kéo của cánh tay này, của cái cẳng tay này, bắt đầu thử xem nào. Nghiêng. Chưa được. Của em này. Bây giờ này, chuyển sang đây, chuyển hẳn sang, chuyển dài ra. Sau đó sau này mình sẽ cắt đi rất 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 đơn giản, thừa còn hơn thiếu, cứ dài ra đoạn trước nhá. Gần được. Nào. Chuyển đi, chuyển sang bên này đi. Chuyển. Ok anh ơi. Chuyển. Chuyển. Không được. Lại tháo hay vào đưa anh ấy. Thứ nhất là anh thấy em cái vai rất cao, tay xuất phát cũng cao, giật moi mà. Giật moi mình phải hạ xuống. Hạ xuống này. Sau đó giật tròn ở phía ngoài lên. Không, mình sẽ không đưa ra phía trước như này, mà mình sẽ đưa dựng lên, ngửa người ra. Đấy, cái tay này, cái mặt vợt tay này gần như đi một cái mặt phẳng, gần như một cái mặt phẳng luôn. Chứ không phải đi chéo cho chéo giòn như này, mà đi thẳng ra. Đấy, đi thẳng ra. Hạ lỏng cái tay này. Đi thẳng này. Thẳng lên, được chưa? Ngửa cái người ra thêm, ngửa người ra, không cúi, ngửa người ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ tập thử cho các bạn xem. Nào. Vững chân này, thả lỏng này, giật này, thả này, giật này. Cái đoạn này kéo lên đây, bắt đầu nghiêng này. Rồi. Đấy, Hiệp thấy không? Nó phải mỏng bóng như này mới đúng. Của em dày quá. Vâng, thế thì em vào thử lại xem là thả lỏng tay ra, cái đoạn gập tay phải nhanh lên. Đúng rồi. Mình muốn mỏng được là phải nhanh lên. Nghiêng vai này, từ từ. Nghiêng. Nghiêng. Đấy. Sau đó cái đoạn này phải nhanh lên. Nhanh lên. Tiếp xúc bóng là phải nhanh và dứt khoát đúng không? Phải nhanh thì nó mới mỏng được. Dứt khoát đúng không? Đây, bóng quá, dày quá, mỏng moi. Vớt hơi rồi. Chính xác. Nào, ngửa hẳn vật ra một tí. Chính xác. Nghiêng chuyển người nào, nghiêng chuyển người. Nghiêng chuyển người đi. Chưa được. Vỗ bóng quá. Rồi, chuyển lên nào. Rồi. Chuyển lên. Xoay người lên, chưa chuyển được cái vai. Các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Hiệp là nhô cái vai đằng sau này. Đấy. Bây giờ anh muốn Hiệp là sẽ nghiêng vai hạ xuống. Nghiêng vai hạ xuống đúng không anh? Chứ không rút thế này. Sau đó mình giật nhích lên. Nhiều người là sẽ bị mắc cái lỗi mà cao vai đưa về sau và cao vai quá. Bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống đúng không ạ? Mình sẽ phải sửa dần dần thôi đúng không ạ? Nào, nghiêng. Thả tay thôi. Tốt hơn đấy.
chuyển sang phải chẳng hạn. Đấy, từ từ Hiệp này, cái động tác xuất phát của mình nó gần như ở đây thôi, đừng rút ra đây nhiều. Dạ vâng. Ở đây thôi. Xoay người lên, chuyển lên. Đúng rồi. Căng mỏng bóng lên là mỏng bóng nào. Chính xác. Môi mà nhích lên thôi. Thế nào. Đừng gạt tay này vào. Nào giúp chuyển tròn lên. Rồi. Rồi, dứt lên. Bây giờ mình lùi một loạt, rồi sau đó tiến một loạt nhá. Để cái này mình, cái này là để căn chỉnh lại cái vị trí khi mà mình giật moi, bởi vì giật moi là mình phải lấy lại vị trí cực kỳ tốt. Bắt đầu, bên ngoài này trước này, bắt đầu từ đây nhá. Không cần em phải nhảy về vị trí cũ, mà em cứ giật xong đứng nguyên, giật xong đứng nguyên cho anh. Xong đứng nguyên nhá. Sau đó bóng ở đâu thì em nhảy đến đấy. Em đứng nguyên trước một tí. Rồi, lùi. Lùi. Lùi, nào nghiêng vai nhá. Lùi. Đừng dùng vai, hãy dùng cái này, gập lên quả đấy tốt đấy. Hãy dùng đấy, chỉ dùng cái này thôi. Lại này. Gập lên. Không cần phải chỉnh vị trí cũ, không cần. Chính xác, gập lên thôi, thả lỏng. Thả lỏng gập lên. Rồi bắt đầu tiến lên này, bước. Bước nhỏ, bước chân phải ra. Không nhảy hai bước như thế, mà mình sẽ bước chân phải ra bên chân trái tự lê theo. Ví dụ này. Bước ra. Bước ra. Bước chân ra. Phải trái kéo theo. Đấy. Cái bài tập này những cái người mà mới chơi cực kỳ hiệu quả nhá. Thì mình sẽ, nó họ sẽ giúp được mình là luôn luôn là đủ vị trí. Nhiều khi những cái bạn mà mới tập ấy rất là coi thường cái tình huống bóng. Nhiều khi đứng đây, bóng ra đây thì mình với ra đánh tạm không được, mình phải di chuyển những cái bước rất là nhỏ để làm sao luôn luôn đủ, đúng không ạ? Các bạn đừng bỏ qua cái bước di chuyển này. Đấy. Tiến lên em nhá, tiến lên này, bước này. Bước chân phải trước. Chân phải trước, chân trái đi theo. Đấy, anh thấy em hình như vẫn bước chân trái đấy. Của em là nhích chân trái trước này, của em. Rồi em là nhích chân trái trước đấy. Không phải. Lê theo. Thế nhá. Lúc mình bắt đầu đẩy người lên thì lên chân trái đúng không? Đấy. Bắt đầu làm lại này, bắt đầu từ bên này. Bước ra. Đúng rồi. 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 Gập nhanh tay lên, gập nhanh tay lên. Đấy. Lùi này. Lùi thì nhảy này. Gập nhanh lên. Gập nhanh lên. Nhảy đi, đừng lê chân. Bước là bước này. Chết tay rồi, chết tay cơ mà. Gấp cơ mà. Không được. Tập, tập. Dùng vai nhiều quá, chính xác. Dùng cẳng tay nhiều, bỏ vai đi. Rồi. Nào. Thả lỏng tay ra, gập. Mỗi gập thôi. Thả lỏng tay ra này. Mỗi gập thôi. Mỗi gập thôi, đừng dâng lên không phải. Vẫn bị vai nhiều. Gập đâu, lùi này. Lùi này. Đấy, mà khi mà di chuyển ấy thì mình thấy là lộ ra rất nhiều. Gập tay đi em. Rất là tốt hơn. Thả lỏng ra. Đừng đưa, hãy gập. Gập lên. Rồi. Rồi, bắt đầu tốt hơn, thả lỏng ra. Gập, gập luôn. Chuyển lại người. Gập luôn, chuyển lại người. Rồi. Tiếp theo ở quả này tại sao là mình chỉ nên dùng cái cẳng tay để gập thôi? Bởi vì khi em dùng cái cẳng tay này thì em sẽ điều chỉnh các cái vị trí. Vì quả này đánh vào điểm rơi là chính mà. Điểm rơi trên bàn đúng không anh? Đấy. Thế thì mình sẽ đánh vào các vị trí để nó khó chịu hơn. Ví dụ như đầu tiên là nó phải thấp đã. Quả bóng nó phải thấp đã. Và sau đó là những cái mang cá, mang cái cạnh bàn.
rồi là những cái điểm yếu đối thủ, đối thủ yếu bên trái thì mình sẽ giật vào trái. Đấy, thì bây giờ em sẽ cố gắng đánh điểm rơi nhá. Ví dụ như ở bên này thì em sẽ cố gắng đánh ra mang cá này cho anh, được không? Được anh ơi. Moi ra mang cá, sau đó cứ vòng về, vòng dần về, vòng dần về bên này thì em sẽ đánh. Vâng. Moi ra đây nhá. Được, có lấy được. Chỉnh đi. Gập nhanh tay anh em. Đúng rồi, thả lỏng bên này này. Hận giận mang cá này, mang cá này. Thậm chí hơi xoa cũng được. Về này. Chờ bóng cũng hơi vội. Chờ bóng. Rộng ra mang cá nào. Chính xác. Chính xác. Chính xác, moi tốt hơn đấy. Chỉ cần dùng được cái cẳng tay thôi là mình moi đã tốt hơn rồi, đúng rồi. Đập bóng, trượt. Chính xác. Chính xác. Nào, cái cách di chuyển chân nào, bước nào. Nhảy lùi này. Nhảy lùi này. Nhảy lùi này. Tiến này. Dày bóng rồi, tiến này. Tiến này. Tiến chân, một chân phải trước. Rồi. Chân trái, khi mà mình bắt đầu đẩy từ chân trái theo ấy, là những quả xa. Còn nếu như mà nó nhích ngắn thì mình chỉ cần chân phải thôi. Còn nếu như xa quá thì mình phải đẩy chân trái qua là đúng rồi. Là di chuyển bước ngang đấy, đúng không? Đấy, em thấy, em cảm thấy như nào? Em đầu tiên thì là cảm thấy là mình phải chuẩn bị, đầu tiên là phải chuẩn bị được một cái bộ chân tốt đã. Khi mà các bạn chuẩn bị được một bộ chân tốt thì các bạn sẽ vào bóng nó chuẩn xác hơn rất nhiều. Đúng, nếu mà các bạn thiếu thì các bạn sẽ rất dễ vào dày hoặc quá hoặc mỏng quá hoặc là hỏng bóng. Đầu tiên các bạn chuẩn bị chân đã, các bạn ra chuẩn bị dần lên. Cái thứ hai là các bạn phải rất kiên trì, bởi vì giật moi này thì khi mà các bạn làm dễ quá thì các bạn rất tham là quả sau nữa các bạn sẽ giật mạnh hơn. Nên là khi xác định tập giật moi thì các bạn sẽ nên thật là kiên trì, quả nào phải giật nhẹ nhàng thôi, tình cảm. Đó. Gấp lên tình cảm, không nên giật đốt cháy giai đoạn để chúng ta có được một quả giật moi gọi là chuẩn chỉ nhất. Giật moi là tấn công vào điểm rơi mà các bạn. Có một điểm nữa, đấy là cảm giác của cái quả giật moi này. Khi nào ngắn, khi nào dài. Dài quá thì mình sẽ giật mạnh rồi. Nhưng mà khi mà nó hơi lòi ra thì mình nên giật moi. Giật moi là phải đợi bóng. Bây giờ có một cách tập luyện nữa, các bạn có thể tập luyện được. Nhưng mà phải nâng cao. Phải nâng cao rồi nha. Các bạn mà cơ bản mới chơi thì chỉ nên cắt dài ra và giật moi. Còn nếu như nâng cao hơn thì mình sẽ thả bóng dần dần để mà có thể tập được. Bắt đầu ví dụ này. Đấy. Moi lên em, chờ bóng ra. Đấy. Gập lên đấy, cứ dùng vai là không được, làm lại này. Gập lên. Đấy, hoặc là thả dưới này, đẩy ra giật. Thả dưới này thì dễ hơn nhá, dễ hơn là mình đưa bóng như này luôn. Chứ bạn, các bạn đừng nghĩ là thả dưới này là khó. Nó chỉ gọi là biểu diễn. Thì nhìn thả dưới này nhìn oách hơn, đúng không ạ? Nhưng mà khó hơn này là như thế này. Vì là không biết quả bóng nó rơi như thế nào. Lúc thì mép bàn, lúc thì cạnh bàn. Ôi giời, khó thật các bạn ạ. Khó hơn. Thả bóng nhiều. Thả như này thì nó dễ hơn này. Thả này thì vì nó sẽ đẩy một chiều. Trên nhiều cái clip thì thấy mọi người, các bạn thấy mọi người là cứ thả như này đúng không ạ? Thì cứ tưởng là nó sẽ khó hơn bên kia, nhưng thực chất thả này mới khó. Thế này khó. Sau đó là nếu như một đỉnh cao hơn nó sẽ thả như này. Đấy. Mất tay đấy các bạn ạ. Những ai mà kỹ thuật tốt hoặc là cảm giác tốt thì chúng ta nên tập kiểu này nhé, chứ tôi cảm thấy nó hơi khó. Ok. Ở quả này mình sẽ ứng dụng để tấn công trước ở các quả ra bóng. Bắt đầu, ví dụ khi tập luyện chẳng hạn. Được chưa? Gập nhanh lên. Đúng rồi, nghiêng người em, nghiêng người chờ bóng nào. Nghiêng lên một tí, bắt đầu. À, chưa được, chưa chờ bóng, phải nghiêng người để chờ. Tốt rồi. Tốt rồi. Tốt rồi. Mình sẽ nâng cao dần lên đúng không ạ? Gập lên em, dứt khoát lên. Ừ, chính xác. Cứ nhích cái cổ tay lên, nhích cẳng tay lên. Ừ, nhích cẳng tay lên. Ừ, khó, chính xác.
Đây là cách tập luyện. Đây là cách tập luyện để mà ứng dụng trong thi đấu được. Ngoài đưa bóng, ngoài chỉ động tác thì các bạn phải tập luyện như thế này. Thì sau này gặp nó đỡ bị bỡ ngỡ. Bắt đầu. Ủa, chân đâu di chuyển ra. Bước lên này. Ở những quả này ấy, em nhảy ra rồi đúng không? Xong em lại phải bước nhỏ lên tí nữa. Tại sao lại phải tập bước nhỏ cái vừa rồi là ở đoạn đấy đấy. Nhiều khi mình di chuyển rồi nhưng vẫn thiếu tí mình bước nhỏ lên một cái. Bắt đầu. Này. Tiếp tục nhảy về. Rồi. Thiếu một tí vẫn là nhảy tiếp. Không nhảy một bước thì nhảy hai bước, ba bước. Bước lên. Vâng, rất tốt đấy ạ. Vâng, giấy quả đấy rất đẹp em. Gập chỉ kéo thôi. Không cần đưa tay, chỉ cần kéo thôi. Nghiêng người. Chuyển trọng tâm. Rất tốt rồi. Vội quá, chờ bóng một tí em. Chính xác. Cố gắng chờ bóng để xem đối phương di chuyển nó sơ hở. Sơ hở thì mình bắt đầu mình tấn công vào. Xoáy lên em. Đúng rồi. Đang xoáy lên, thả lỏng này. Thả lỏng ngập cái tay. Ui, máu thế. Máu thế. Ôi anh ơi, em thì rất thích kiểu lối đánh giật phải một càng và bạo lực một tí à. Em vừa mới thử xong thì giúp hết anh ạ. Không biết anh làm nào giúp em chỉ quả mà xoáy xuống và giật thật mạnh được không? Đúng rồi, đúng ý anh. Anh thấy em to cây này phải tập giật mạnh nhiều. Nhưng mà hôm nay em cứ về nhà luyện cái này đi ạ. Vâng. Ở những cái clip sau anh sẽ hướng dẫn em giật mạnh như thế. Vâng. Dễ mà. Bóng bàn là chỉ cần đúng cách, đúng cách các bạn ạ. Bóng bàn dễ mà. Dễ mà. Clip mà hướng dẫn giật moi xoáy của mình và anh Hoàng Chốp thì đến đây là kết thúc. Không biết là anh Hoàng Chốp có nhận xét gì về cái động tác mới hay là sửa quá trình của em vừa rồi, hay là có lời khuyên gì cho các bạn viewer không? Thứ nhất là các bạn nhìn thấy Hiệp ấy, là đầu tiên xoay này, nhấc vai và giật rất là đập bóng đúng không ạ? Dùng vai giật rất là đập bóng và không chuyển lại trạng thái ban đầu. Thì qua video này ai mà gặp những cái trường hợp như Hiệp thì cũng phải chỉnh như thế. Đầu tiên là chúng ta sẽ tập thả lỏng, sau đó tập cách phát lực bằng cẳng tay. Và khi phát lực bằng cái này được rồi thì mình sẽ tập mỏng bóng và là nó sẽ lên được cái mỏng bóng và rồi mình giật ngon, nó sẽ chuẩn xác hơn. Và ở những clip sau thì mình và Table Tennis Review sẽ hướng dẫn các bạn giật tăng lực. Giật tăng lực quả xoáy xuống các bạn ạ. Đây là một mình dám cá, là một trong những kỹ thuật mà mọi người rất là yêu thích, bởi vì dựa bạo lực rất là yêu cái quả giật mạnh. Em cảm thấy như nào? Em cảm thấy là hơi mệt anh ạ, nhưng mà vui. Ai tiến bộ và là sửa được kỹ thuật của mình theo đúng những gì mà mình mong muốn thì đều vui cả. Mong là anh em mình hay là các bạn viewer thì cũng đều như thế. Ok ok. Ok anh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tại clip giật dạy bóng thật mạnh quả sau nhá. Xin chào. Thank you. Ủng hộ anh em mình nhé.